Trong thời đại ngày nay thì vi khuẩn đa đề kháng sinh, vi khuẩn kháng vào bộ, vi khuẩn siêu kháng thuốc ngày càng tăng. Sử dụng kháng sinh hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm kháng thuốc. Kháng sinh khởi đầu không phù hợp dẫn tới dùng kháng sinh leo thang, tăng thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình điều trị, tốn kém nguồn lực xã hội, góp phần tình trạng quá tải bệnh viện tuyến tỉnh bệnh mương. Ở Việt Nam thì việc sử dụng kháng sinh là cao gấp 5 lần châu Âu. Vi khuẩn đa kháng sinh ở mức cao ngày càng tăng, sử dụng kháng sinh ngày càng được thực phát và làm được kháng sinh ngày càng phổ biến. Lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm ban đầu và các khuyến cáo không phù hợp ngày càng tăng cao. Năm 2017 thì Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế và Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với lại Tổ chức Y tế Thế giới đã hoàn chỉnh kế hoạch hành động chống kháng thuốc từ đây đến năm 2020. Hiện nay thành phố Đà Nẵng cũng chưa có nghiên cứu về tình hình kháng để kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi cũng như sử dụng kháng sinh kinh nghiệm ban đầu trong điều trị viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện tại Đà Nẵng với hai mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu thứ nhất là đánh giá điểm vi khuẩn học và tình hình đề kháng kháng sinh của viêm nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện tại điều trị tại Đà Nẵng năm 2018-2019. Thứ hai là đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện. Chúng tôi chọn những bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi cộng đồng qua bệnh viện điều trị Đà Nẵng từ tháng 11/8/2018 đến 31/11/2019 và các tiêu chuẩn được chẩn đoán viêm cộng đồng cũng như tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi bệnh viện. Tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân có xét nghiệm HPV đàm siêu lớn và trong lịch biểu kết quả như là đàm. Các bệnh nhân có viêm phổi virus, các đề án mong đủ dữ liệu để đưa vào nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả và chọn thu thập mẫu 300 bệnh nhân viêm phổi cộng đồng qua bệnh viện từ tháng 8/2018-11/2019 tại Đà Nẵng. Đây là phương tiện nghiên cứu với số kết quả hệ thống X quang và CT da dày, máy hệ thống VTEC 2 liên kết cũng như động đánh giá độ kháng thuốc KABC tại khoa vi sinh bệnh viện Đà Nẵng. Sơ đồ nghiên cứu chúng em là đánh giá bệnh nhân viêm phổi điều trị tại Đà Nẵng thì thể loại bệnh nhân viêm phổi virus và bệnh nhân có HP và cái sự lao dương tính chia ra hai nhóm là nhóm viêm phổi cộng đồng và khoa bệnh viện. Chúng em sẽ nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và lâm sàng mức độ nặng của bệnh nhân viêm phổi, sau đó sử dụng kháng sinh kinh nghiệm ban đầu cho bệnh nhân viêm phổi. Sau đó tất cả bệnh nhân này sẽ được nội soi kết quả lấy dịch cửa kết quả xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn trong vòng dưới 48 giờ, sau đó ghi nhận kết quả ghi nuôi cấy vi khuẩn chữa kết quả và kháng sinh đồ đánh giá tình trạng kháng sinh kinh nghiệm ban đầu thu thập kinh nghiệm và xử lý. Đặc điểm tối chung của nghiên cứu chúng em là tuổi nhỏ hơn 65 thì chiếm tuổi 72,3%, lớn 65 là 27,7%. Nghiên cứu tuổi trung bình của em là 53,49 hoặc từ 17,45 thì nó được tuổi nhỏ hơn theo trong các nghiên cứu ở Việt Nam. Tỷ lệ nam giới chiếm tỷ lệ 67% và nữ giới là 33%. Tỷ lệ nam đi nữ là 2:1 và có nhiều bệnh kèm theo bệnh nhân COPD, nhân hẹp kết quản đái đường, tai biến não, tăng huyết áp, tim mạch dày, như gì và kết quản bỏ quên. Trong thời gian nghiên cứu có 3 gì bệnh nhân có giảm kết quản bỏ quên cũng như là cái bệnh kèm theo. Tỷ lệ nhân nghiên cứu là viêm phổi cộng đồng thì chiếm tỷ lệ 53%, tỷ lệ viêm phổi liên quan cho giám sát y tế là 16%, viêm phổi bệnh viện là 17% và viêm phổi thoải mái là 4%. Kết thúc trong thời gian này thì chúng em nghiên cứu 4 loại bệnh nhân này và đây là yếu tố liên quan các y tế thì là nằm viện từ 2 ngày lên trong vòng 90 ngày là 75%, nằm viện từ 2 ngày lên trong vòng 90 ngày trở lại có chuyển thuốc ở nhà thì là 14%, sống trong nhà dưỡng lão và dưỡng thuốc khác thì 21%. Nghiên cứu của em cũng tương tự như nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hà 2015 và nghiên cứu BISET và VNMA 2013 là nằm viện trên 90 ngày là yếu tố chính của liên quan các y tế. Nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng trong viêm phổi liên viện là không điều trị trên ngày đó thì có 41% và điều trị trên tĩnh mạch trong 90 ngày đó là 94%. Còn nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc trong viêm phổi thở máy là điều trị trên tĩnh mạch trong 90 ngày đó là 35,7%, sốc nhiễm khuẩn là 33,3%, nằm viện quá 2 ngày là 100% và là máu cứ là có 45,2%. Mức độ nặng của viêm phổi cộng đồng cũng như đội phân các y tế thì là cái tỷ lệ điểm là 1,2 điểm là chiếm tỷ lệ cao nhất. Cũng như nghiên cứu của thứ hai là điểm 3 là cao nhất. Mức độ nặng của viêm phổi bệnh viện trong nghiên cứu của em là yếu tố nặng chủ yếu là suy hô hấp, tụt huyết áp và vi khuẩn đa kháng nhiễm trùng huyết bệnh nặng đi kèm chiếm tỷ lệ cao. Trong viêm phổi liên quan thở máy thì là yếu tố là bệnh nặng đi kèm cũng như là PaOC cũng như FiO2 giảm nặng là chiếm tỷ lệ cao nghiên cứu. Kết quả nuôi cấy cũng như kết quả thì trong nghiên cứu của em thì tỷ lệ nuôi cấy mà dương tính ở viêm phổi cộng đồng là 35,2% thôi. Trong viêm phổi chăm sóc y tế là 45,8%, trong viêm phổi bệnh viện là 51% và trong viêm phổi liên quan thở máy là 69%. Nhà Nguyễn Thị Thu Hà thì cũng thấy là kết quả nuôi cấy viêm phổi dương tính ở viêm phổi cộng đồng là 36% dương tính và trong viêm phổi mà liên quan chăm sóc y tế thì là 43%. Còn Culenti thì năm 2017 thì là 69,5% bệnh nhân có số 1 nuôi cấy dương tính và tương đồng với nghiên cứu bệnh nhân là viêm phổi thở máy tại bệnh viện là nặng.
loại vi khuẩn diệt phổi phế quản thì rất nhiều loại vi khuẩn được gặp trong diệt phổi phế quản bệnh nhân, vi khuẩn cộng đồng, vi khuẩn liên quan các y tế, vi khuẩn thở máy cũng như vi khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên nó khác so với các khuyến cáo là tỷ lệ mà Corona, Legionella, Acinetobacter này gặp cao nhất ở trong cả vi khuẩn cộng đồng, vi khuẩn chăm sóc y tế, vi khuẩn bệnh viện cũng như là vi khuẩn thở máy. Thì cái nghiên cứu này cũng tương tự như nghiên cứu của Vinadex khảo sát trên 16 bệnh viện lớn Việt Nam thì thấy là vi khuẩn phế cầu và hemolytic chiếm tỷ lệ rất là thấp, chiếm tỷ lệ 3-2% trong nghiên cứu của mình. Giống như bệnh viện Bình Định cũng như bệnh viện Đại học Y thì tỷ lệ vi khuẩn tụ cầu chỉ chiếm 9-1%. Mặc dù trong nghiên cứu của chúng em thì là đều khác, thì thấy phế cầu, thấy mọi thứ nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Còn mức độ kháng thuốc theo AMC thì là nhạy cảm của trong vi khuẩn cộng đồng thì là 23-2% thôi, còn đa kháng thuốc là chiếm tỷ lệ cao hơn. Trong mức độ kháng thuốc của Nguyễn Thị Thu Hà thì cũng thấy là Acinetobacter cũng như thấy là ngại với là kháng hết, còn nhiều những cường kháng sinh Imipenem cũng như Soronat cũng có nhiều kháng sinh là cũng còn nhạy cảm. Mức độ kháng thuốc của, theo AMC của vi khuẩn diệt phế quản trong liên bộ y khoa y tế thì là nhạy cảm chỉ có 13.6% thôi, còn kháng thuốc chỉ tỷ lệ rất là cao. Trong mức độ kháng thuốc theo AMC của vi khuẩn diệt phế quản trong vi khuẩn bị viện thì là nhạy cảm thì có 26.9%, còn là cũng chiếm tỷ lệ kháng thuốc cao, trong đó kháng toàn bộ cũng có 39%, kháng diện rộng 30.8% và không đa kháng là 19.2%. Còn trong viêm phổi liên quan thở máy thì tỷ lệ nhạy cảm chỉ có 3.4% thôi, còn kháng thuốc là chiếm tỷ lệ rất cao, đa kháng diện rộng là 35.9%, như đa kháng thuốc là 27%. Tương tự nghiên cứu của Hà Sơn Bình thì là Asuni kháng thuốc là kháng toàn kháng, còn Soronat kháng thì người này tăng dần qua tháng năm và hiện tại tỷ lệ nhạy cảm còn thấp lắm, 33%, chứ không phải là cao như các nghiên cứu báo cáo. Đề kháng vắc xin của chúng tôi cũng đang xuất hiện trong bệnh viện thì hầu hết các vắc xin được chỉ định cho tỷ lệ nhạy cảm dưới 50%, còn lại là nhạy cảm đối với là cortisone và colistin thôi, đặc biệt là chỉ còn nhạy cảm với colistin là 100%. Và trong phổi Acinetobacter và kháng Meronem, tỷ lệ nhạy cảm của các Meronem và Imipenem chỉ có 21.7% và Meronem là 20% thôi, hầu như chỉ còn nhạy cảm với colistin. Nghiên cứu này cũng gần giống như là nghiên cứu của các bệnh viện ở Đà Nẵng cũng như là trong nước. Rồi đề kháng tại Đà Nẵng cho thấy là vi khuẩn Acinetobacter vi khuẩn cộng đồng cũng còn nhạy cảm với colistin, còn cũng kháng với các vi khuẩn khác nhiều. Đây là vi khuẩn đi qua trong y tế thì hầu như là kháng hết, còn nhạy cảm với colchicine. Trong đề kháng trên của chúng ta cho bắt tay vi khuẩn bệnh viện thì cũng còn chỉ nhạy cảm với lại là colchicine thôi. Còn mấy cái vi khuẩn còn lại như là mấy kháng sinh còn lại là ticagrelor hoặc là cetirizine, cefepime hoặc là meronem đều kháng hết, chỉ còn nhạy với trong bệnh viện. Còn trong vi khuẩn thở máy thì hầu như là kháng hết, chỉ còn là nhạy cảm với lại là colchicine và colchicine. Tính vì vậy là trong nghiên cứu trong cái vi khuẩn thở máy của em là nếu mình đang không dùng colistin hầu như là bị kháng thuốc. Đề kháng vắc xin của chủng vi khuẩn Legionella thì cũng thấy rất là cao, và Legionella hầu hết vắc xin được khảo sát đều có đề nhạy cảm trên 50%, ngoại trừ là amoxicillin, clostam, bifenthrin, cefazolin là còn nhạy cảm thấp thôi. Còn ba vắc xin thì nhạy cảm cao nhất là heptapenem, imipenem và amikacin. Hiện nay thì là Legionella thì nhạy cảm amikacin và heptapenem rất là cao. Nghiên cứu này cũng như nghiên cứu của bệnh viện Bình Định và bệnh viện Đại học Y Dược thì cũng thấy rằng là tỷ lệ Legionella cũng còn nhạy cảm cao hơn lại các kháng sinh còn lại. Và đề kháng vắc xin của chủng vi khuẩn Legionella gây vi khuẩn cộng đồng cũng như là cũng như liên quan các bệnh y tế cũng như là vi khuẩn thở máy thì thấy là hầu như là cũng kháng thuốc. Còn đề kháng vắc xin của chủng vi khuẩn Soronat gây viêm phổi thì là tỷ lệ nhạy cảm của cetirizine còn 50%, cefepime là 51.4%, Meronem là chỉ có 44.1% và Imipenem là 67.6%. Kháng duy nhất còn nhạy cảm là Soronat là colistin, nhiều nhất tỷ lệ nhạy cảm của vi khuẩn Soronat ở vi khuẩn đồng của liên quan rất thấp hơn so với lại vi khuẩn bệnh viện. Và đây là cái bản nghiên cứu của viện vi khuẩn bệnh viện cho nghiên cứu VNS. Đây là và sử dụng kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm, loại kháng sinh sử dụng của em tỷ lệ cũng rất là nhiều, là loại kháng sinh đa dạng. Trong đó thì nhiều kháng sinh là moxin cũng có, clovo cũng có, cefepime cũng có, imipenem cũng có, và tỷ lệ sử dụng kháng sinh phối hợp kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất thì nghiên cứu này cũng tương tự như vậy. Trong vi khuẩn cộng đồng cũng như vi khuẩn liên quan đến y tế của bệnh viện thì thời gian sử dụng kháng sinh đều dưới 8 giờ là chiếm chủ yếu 95% hoặc là 98-102%, còn thời gian sử dụng nhân kháng sinh sau 8 giờ là chiếm tỷ lệ thấp hơn, cũng không có nhân nào sau sử dụng sau 4 giờ mà
đường truyền thống trên ban đầu chủ yếu các nghiên cứu của chúng em là đường truyền tim tĩnh mạch và đường truyền tĩnh mạch, cũng như các nghiên cứu của các trại trong nước là đều dùng các trên tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch là chủ yếu. Trong lý do đột kháng sinh ban đầu thì chúng em là thấy đội không đội kháng sinh ban đầu chỉ tỷ lệ rất thấp, chỉ trong viêm phổi cộng đồng và viêm phổi liên quan các y tế thì tỷ lệ kháng sinh thấp thôi, còn trong viêm phổi vì trong viêm phổi thở máy tỷ lệ kháng sinh chiếm tỷ lệ rất là cao. Và lý do không đội kháng sinh đến với trường hợp phù hợp kháng sinh là phù hợp kháng sinh sinh đồ thì ở trong viêm phổi cộng đồng là chiếm 64,8%, còn trong viêm phổi y tế có 60,4%, trong viêm phổi liên quan thở máy thì có 26,2% là bệnh nhân là dùng kháng sinh phù hợp ban đầu. Và nếu tính theo kháng sinh đồ thì phù hợp kháng sinh đồ trong viêm phổi cộng đồng chỉ có 24,6%, trong viêm phổi liên quan các y tế chỉ có 18,2%, trong viêm phổi liên quan thở máy là 13,28%, còn trong viêm phổi bệnh viện là chỉ có 48,1%. Thì các nghiên cứu như Việt Nam mình chúng tôi thấy tỷ lệ phù hợp kháng sinh được bệnh nhân rất chiếm tỷ lệ rất là thấp. Tính phù hợp kháng sinh theo đối lâm sàng đối với những bệnh nhân mà không có kháng sinh đồ thì tỷ lệ phù hợp lâm sàng thì là tỷ lệ chiếm tỷ lệ cao hơn trong viêm phổi cộng đồng và viêm phổi nhưng mà trong y tế cũng như viêm phổi bệnh viện, còn trong viêm phổi thở máy phù hợp lâm sàng đối thì chiếm tỷ lệ thấp hơn. Kết quả điều trị chung thì tỷ lệ tử vong khi về ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng thì có 0,6%, cũng như là trong viêm phổi chăm sóc y tế và viêm phổi bệnh viện thì trong đó viêm phổi thở máy thì chiếm tỷ lệ tử vong rất cao 35,7%. Nếu tôi tính tỷ lệ về dùng kháng sinh ban đầu không phù hợp cũng như là mức độ kháng thuốc rất là cao, tất cả tử vong thì đều thấy rằng là bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mỗi Nguyễn Thị Thu Hà theo một năm thì thấy là 36%, còn công phạm phiếu cũng tỷ lệ tử vong trong viêm phổi bệnh viện là 32,5%, còn trong tỷ lệ tử vong của Hà Sơn Bình trong viêm phổi thở máy là 42%. Như vậy cũng tương tự như nghiên cứu của chúng em. Và đi qua những kết quả điều trị viêm phổi và sử dụng kháng sinh ban đầu thì là dự trữ sử dụng kháng sinh ban đầu và tử vong và vấn đề điều trị tử vong đã bị thì có tỷ lệ liên quan rất chặt chẽ với bé nhỏ hoặc con một. Và liên quan việc điều trị viêm phổi và sử dụng kháng sinh ban đầu, còn liên quan đến điều thời gian điều trị kháng sinh ban đầu và sử dụng kháng sinh ban đầu có mối liên quan chặt chẽ với nhau với bé nhỏ hoặc con một. Kết luận trong nghiên cứu của em có hai kết luận là bệnh nhân viêm phổi cộng đồng, viêm phổi liên quan y tế, viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy có tỷ lệ được cái viêm phổi điều trị kết quả như thế nào được là 35,2%, 45,8%, 51% và 69%. Viêm phổi điều trị kết quả ở viêm phổi cộng đồng cũng như viêm phổi thở máy cũng như viêm phổi liên quan y tế, viêm phổi bệnh viện chủ yếu là tỷ lệ là Pseudomonas, Klebsiella và Pseudomonas, còn các bệnh viện khác thì chỉ tỷ lệ thấp hơn. Và các 71,5% viêm phổi cộng đồng, viêm phổi cộng đồng có viêm phổi như kiểu kết quả đề kháng trên ban đầu, kháng diện rộng và cũng cao và kháng đa kháng thuốc và kháng thuốc nhưng cũng đa kháng như thế cao. 77,3% viêm phổi liên quan đến y tế có viêm phổi như kiểu kết quả đề kháng kháng sinh ban đầu. 61,6% viêm phổi bệnh viện có viêm phổi như kiểu kết quả đề kháng kháng sinh ban đầu, tỷ lệ đề kháng cao. Và 96,6% viêm phổi thở máy có viêm phổi như kiểu kết quả đề kháng kháng sinh ban đầu, đa kháng diện rộng 75,9% và đa kháng thuốc chiếm 20,2%. Và bệnh nhân các bệnh nhân viêm phổi có chủng vi khuẩn gây sơn hầu hết với kháng sinh dưới 50%, chủng vi khuẩn Klebsiella cũng nhạy cảm trên 50%, trừ ngoại trừ Amoxicillin, Cefepime cũng như Pyrazinamide cũng như Imipenem là còn nhạy cảm cao. Tỷ lệ nhạy cảm kháng sinh của chủng Pseudomonas thì là với Cefepime là cũng cao 50%, Cefepime là 51,4%. Kháng sinh duy nhất của nhạy cảm khá nhiều vi khuẩn Pseudomonas ra là Colistin. Kết quả những cái cũng như được kết quả có liên quan đến là tổn thương liên quan kết quả và mồ soi. Tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu sử dụng ở những căn bệnh cộng đồng và phổi liên quan các y tế là Amoxicillin, Amoxicillin cộng chung bắc ta và Lovoxin. Kháng sinh nhiều nhất sử dụng nhiều nhất ở những căn bệnh viện và bệnh phổi thở máy là Lovoxin, Cipro, Cefavirin cộng chung bắc ta. Và các bệnh nhân bệnh phổi này có sử dụng hai kháng sinh ban đầu từ đây. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh ban đầu 34 lần để được chẩn đoán thì lượng tỷ lệ thế là cao. Và bệnh nhân viêm phổi cộng đồng, viêm phổi liên quan các y tế sử dụng kháng sinh thời gian 74 ngày và được sử dụng kháng sinh kết hợp cả truyền tĩnh mạch và tim tĩnh mạch với cao và sử dụng kháng sinh ban đầu phù hợp ở viêm phổi cộng đồng và viêm phổi liên quan các y tế viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy là chỉ có 64,8%, 60,4%, 70,6%, 22,2%. Và bệnh nhân viêm phổi các bệnh nhân được sử dụng kháng sinh ban đầu phù hợp lâm sàng chiếm tỷ lệ cao. Bệnh nhân mà bị đỡ thì là viêm phổi cao thì ở viêm phổi cộng đồng, viêm phổi liên quan các y tế và viêm phổi bệnh viện, còn tỷ lệ viêm phổi thở máy còn tỷ lệ tử vong cao hơn và tỷ lệ thú vị có 64,3%. Sử dụng kháng sinh ban đầu có liên quan chặt chẽ với thời gian điều trị và thời gian điều trị kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi với bệnh nhỏ không trong một. Chỉ định cần chú ý nguy cơ viêm phổi đa kháng hoặc thực trạng kháng sinh đồ của địa phương để định hướng sử dụng kháng sinh ban đầu điều trị viêm phổi cho phù hợp.
tăng cường các kỳ vi sinh đặc biệt là một số kết quả lấy những kết quả làm thế nào để chuyển đến các chương trình hợp lý. Em xin chân thành cảm ơn.